Dạ Toàn mến chào quý cô chú anh chị và các bạn ạ. Dạ Toàn rất vui gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn trên kênh Hoa Kiển Phạm Toàn 99. Nhà lời nói đầu tiên trong video, Toàn xin mến chúc quý cô chú anh chị và các bạn luôn luôn được nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống và cũng như công việc ạ. Nhà Toàn cũng xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã ủng hộ cho anh Bảy Thỏn những clip vừa rồi ạ. Nhà Toàn cũng xin chân thành cảm ơn rất là nhiều. Dạ hôm nay anh Bảy Thỏn tiếp tục là giao lưu 18 cây mai sử rễ để làm đẹp giảo Thủ Đức quý cô chú anh chị ơi. Dạ số điện thoại của anh Bảy là 0395684348 và đó cũng là số Zalo của anh Bảy luôn quý anh chị. Dạ rất mong quý cô chú anh chị các bạn luôn ủng hộ và đồng hành cùng anh Bảy. Dạ sau đây mình sẽ tiến vào cây mã số 1 với cô chú anh chị ơi. Đó, thì đây mỗi cây chiều cao trung bình là tầm khoảng từ 9 tấc cho đến 1,5 m với cô chú anh chị. Ở đây thì cái lô này 18 cây nha quý cô chú anh chị. Dạ rồi quý cô chú anh chị ơi, thì cũng toàn là cụ thể ha. Ví dụ mà quý cô chú anh chị các bạn nào mà mua hết lô này 18 cây thì nhưng vẫn còn giá thương lượng nha quý cô chú anh chị. Mua lẻ tầm khoảng 5-6 cây thì một cây 800 quý cô chú anh chị ơi. Thì cái này toàn cũng ghi là từ cây mã số 1 tới cây mã số 18 luôn nha quý cô chú anh chị. Để toàn đo cây mã số 1 quý cô chú anh chị. Cây mã số 1 bên em nó là 4 cm nha quý cô chú anh chị. Nên toàn ghi hồi cái hồi toàn đồ lại. Đó. Cây mã số 1. Đấy nằm đều ngang dây luôn quý cô chú anh chị ơi. Cây xuyên cảnh rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. Dạ rồi tiếp theo mình qua cây mã số 2 luôn quý cô chú anh chị ơi. Để đồng đo cây mã số 2 nha quý cô chú anh chị. Dạ cây mã số 2 quần em của nó là khoảng 5 cm quý cô chú anh chị ơi, trên 5 cm ha. Gãy đế đều ngang dài luôn quý cô chú anh chị. Cây mã số 2 quý chú anh chị ơi. Đó. Tới đâu toàn đi tới đó toàn không quên quý chú anh chị. Dạ rồi, tiếp theo cây mã số 3 luôn. Dạ cây mã số 3 quần eo của nó là 7 cm quý chú anh chị ơi. Thì quý cô chú anh chị các bạn nào mà có chốt hết lô 18 cây ủng hộ cho anh Bảy thì vẫn còn giá thương lượng nha quý chú anh chị. Còn nếu như mua lẻ tầm khoảng 5-6 cây á, thì vẫn là cái giá 800 quý chú anh chị ơi. Dạ rồi tiếp theo mình qua cây mã số 4 luôn quý chú anh chị. Cây mã số 4. Dạ cây mã số 4 là quần eo 5 cm với anh chú anh chị ơi. Quần eo 5 cm. Đế nơm đều ngang dài nha quý chú anh chị. Dạ rồi tiếp theo là cây mã số 5 luôn quý chú anh chị ơi. Nói chung là cây nhỏ mà đế đẹp mà chi cạnh nó cũng đều quý chú anh chị. Số 5. Cây nào nấy đế lực lực không quý chú anh chị ơi. Cây mã số 5 cây này quần eo là 7 cm quý chú anh chị. 7 cm quần eo. Thì anh Bảy cũng không có gành bán qua ship, rất mong quý cô chú anh chị các bạn thông cảm ha. Nhân toàn cũng xin chân thành cảm ơn rất là nhiều ạ. Dạ rồi tiếp theo qua cây số 6 luôn quý chú anh chị ơi. Thank you.
cái mã số 6 quanh neo của nó là 5 cm quý anh chú anh chị. Quanh neo là 5 cm ha. Đế thì nói chung là đồng dai hết luôn quý anh chú anh chị ơi. Dạ rồi, tiếp theo mình qua cây mã số 7 luôn quý anh chú anh chị. Dạ rồi, cây mã số 7 là 5 cm luôn quý anh chú anh chị ơi, hơi yếu chút xíu ha. Rễ đều đồng da đế hết. Dạ rồi, tiếp theo mình qua cây mã số 8 luôn quý anh chú anh chị ơi. Dạ, cái mã số 8 là quần eo là 6 cm quần eo quý anh chị. Để lực nha quý anh chị. Dạ rồi, tiếp theo mình qua cây mã số 9 luôn anh chị ơi. Cây mã số 9. Này. Tổng đồng. Dạ, quần eo là 5 cm quý anh chị ơi. Cây mã số 9 là quần eo 5 cm ha. Cái này cũng như là mình bổ đồng là từ 4 cho đến 6 cm quần eo cho mỗi cây quý cô chú anh chị. Dạ rồi, tiếp theo qua cây mã số 10 luôn quý anh chị ơi. Dạ, cây mã số 10 quanh neo của nó là 5 cm luôn anh chú anh chị. Dạ rồi, tiếp theo mình qua cây mã số 11 luôn. Dạ, cây mã số 11 quanh neo của nó là 5 cm luôn anh chú anh chị ơi, hơn 5 cm ha. Dạ rồi, tiếp theo qua cây mã số 12 luôn. Cây mã số 12, cây này nhỏ mà có vỏ nha quý anh chú anh chị. Dạ, cây mã số 12, cây này quần eo nó là hơn 4 cm nha quý anh chú anh chị. Để nôm đều ngang dài luôn quý anh chú anh chị. Dạ rồi, tiếp theo là qua cây mã số 13. Dạ, cây mã số 13 quần eo của nó là hơn 5 cm nhưng mà mình cỡ 5 cm thôi quý anh chị. Dạ rồi, tiếp theo qua cây mã số 14 luôn quý anh chị ơi. Dạ, cây mã số 14 quanh neo của nó là 7 cm quý anh chú anh chị. Đó, cây rất là đẹp nha quý anh chú anh chị. Dạ rồi, tiếp theo qua cây mã số 15. Dạ, cây mã số 15 quanh neo của nó là 5 cm quý anh chú anh chị. Đấy, đều ngang dài hết nha quý anh chú anh chị. Dạ rồi, mình qua cây mã số 16 luôn quý anh chú anh chị ơi. Nói chung là 18 cây này là rễ nó 90-90 với nhau nha quý anh chú anh chị, nó đều đều. Cây mã số 16 quanh neo của nó là yếu 6 cm.
Dạ rồi, tiếp theo qua cây mã số 17 luôn. Dạ, cây mã số 17 của anh em của nó là trên 5 cm luôn chú chị, nó gần 6 cm luôn ha. Dạ rồi, tiếp theo mình qua cây mã số 18 nha chú chị. Cây mã số 18 cũng là cây cuối clip nha quý chú chị. Dạ, cây mã số 18 của nèo của nó là 6 cm quý chú chị ơi. Cây rễ rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. Dạ rồi quý cô chú anh chị ơi, thì hôm nay anh Bảy Thỏn có giao lưu là 18 cây mai xỉu rễ đến năm đẹp giảo Thủ Đức quý cô chú anh chị. Rất mong quý cô chú anh chị các bạn gần xa trên mọi miền đất nước luôn ủng hộ và đồng hành cùng anh Bảy ạ. Dạ, địa chỉ và số điện thoại của anh Bảy Toàn sẽ để đầy đủ bên dưới phần mô tả để cho quý cô chú anh chị các bạn biết đi liên hệ với anh Bảy mua cho mình những cái mai đẹp ạ. Dạ, còn bây giờ Toàn cũng xin khép lại cái video. Nhà cứu gia Toàn xin mến chúc quý cô chú anh chị các bạn luôn luôn được nhiều sức khỏe, được gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống và cũng như công việc ạ. Và cũng hẹn với cô chú anh chị các bạn vào những video tiếp theo. Bây giờ thì bye bye.